Dạ em cũng xin được cảm ơn tiếng hát của anh Hòa rất là nhiều ạ. Vâng quý vị ơi, và để cho bầu không khí của chúng ta thêm phần sôi động thì Quỳnh Như mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau rót tràn những ly bia, những ly nước ngọt và cùng nhau hô một tiếng vô thật là lớn để chúc mừng cho buổi tiệc ngày hôm nay được không ạ? Dạ cùng nhau chuẩn bị quý vị ơi, 1, 2, 3. Dạ xin cảm ơn quý vị rất nhiều, chúc quý vị thiệt là vui tươi và ngon miệng ạ. Vâng và để tiếp tục chương trình em xin được mời anh Minh. Dạ xin được mời anh Minh lên sân khấu để gửi đến quý vị ca khúc Chân Tình, xin được mời anh ạ. Dạ mấy chị mấy cô, hãy mạnh dạn đăng ký cho MC ạ. À. Dạ anh em trong ban nhạc của chúng tôi có hỗ trợ màn hình karaoke và nhạc sống cho nên là quý vị cứ tự tin mà. Một lần nữa chúng tôi mời quý vị ạ. À. Xin cảm ơn ạ. À. Alo. Vừa đến quá về trên những bàn tay và em chưa đến thay màu áo mới vì anh nguyện cho ngày tháng im đêm nhưng những sớm mai những nhọc nhằn chớp quen sân sân ngần mặt em đang nhìn về anh và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ước lạnh trong mưa vì anh tình yêu tìm thấy nguyên sen sao đêm bao sao chưa hoàn toàn lãng quên nơi cuối đường có em xin chờ đợi anh. Nhưng chưa từng có những giây phút lìa xa dấu xương mặt trên dây anh khóc ngoan những con đường anh vừa đi cất mề bên em nhưng chưa được sống giây phút đầu tiên có em từng đến những giây cuối cùng suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh và anh lại nhớ những giờ trong tim bao sâu sự hoàn toàn lãng quên nơi cuối đường có em anh dành về anh. Nhưng chưa từng có những giây phút lìa xa dấu xương mặt trên dây anh khóc ngoan những con đường anh đi rồi cùng đưa em về bên em những anh được sống giây phút đầu tiên có em từng đến những giây cuối cùng suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Anh bản nó đi, đừng bỏ anh mà đi, đừng bỏ anh mà đi.
đậm đà. Giờ em là gái thành đô. Ở quanh em là những lụa ngọc ngà, chớ đâu còn thờ hàng phi. Ôm giấc mộng giàu sang, em đành bỏ gia đình, em đành bỏ quê nhà, đến đô thành nơi chốn xa qua. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, tim rú trường màu hồng, em thật là kiêu sa. Em lao vào cuộc chơi, chơi trò chơi trốn tìm, em đánh mất chính em. Nơi gác mộng lâu vàng, em ước tâm thật nhiều, em đành lòng sao em. Nhớ ngày xưa cùng nhau mình hẹn hò, cùng ước hẹn sau này sẽ thành đôi. Rồi xa đi đành quên lời hẹn thề, giờ đâu còn nữa em ơi. Nhớ ngày xưa tình yêu thật đậm đà, giờ em là gái thành đô. Ở quanh em là những lụa ngọc ngà, chớ đâu còn thờ hàng phi. Ôm giấc mộng giàu sang, em đành bỏ gia đình, em đành bỏ quê nhà, lên đô thành nơi chốn xa qua. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, tim rú trường màu hồng, em thật là kiêu sa. Em lao vào cuộc chơi, chơi trò chơi trốn tìm, em đánh mất chính em. Nơi gác mộng lầu vàng, em ước rộng thật nhiều, em đành lòng sao em. Nhớ ngày xưa cùng nhau mình hẹn hò, cùng ước nguyện sau này sẽ thành đôi. Rồi xa đi đành quên lời hẹn thề, giờ đâu còn nữa em ơi. Nhớ ngày xưa tình yêu thật đậm đà, giờ em là gái thành đô. Ở quanh em là những lụa ngọc ngà, chớ đâu còn thờ hàng phi. Ở quanh em là những lụa ngọc ngà, chớ đâu còn thờ hàng phi. Cảm ơn. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Em xin được cảm ơn tiếng hát của anh Minh. Và cũng không quên xin được cảm ơn những tình cảm thân thương và những cảnh hoa thân thương của quý vị đã dành tặng cho anh Minh cũng như dành tặng cho ban nhạc của chúng tôi rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, bây giờ số lượng ca sĩ đăng ký cho MC cũng tương đối nhiều, cho nên là bây giờ thì mỗi ca sĩ MC và lên sân khấu chúng ta sẽ thể hiện một ca khúc và xong rồi MC sẽ quay lại ạ. Xin được cảm ơn quý vị ạ. Vâng, và liên tục chương trình em xin được mời chị Thương. Mời chị Thương lên sân khấu để gửi đến quý vị ca khúc mà mình yêu thích. Em mời chị ạ.